Sâu diễn nghệ thuật đa phương tiện được thiết kế, sáng tạo và sản xuất bởi nhà sản xuất hàng đầu thế giới ECA2. Trong đêm nay, chúng tôi sẽ đưa quý khách đến một thiên hà xa xôi, nơi quý khách sẽ được chứng kiến từ câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp xuyên không gian giữa một chàng trai trái đất với cô gái đến từ dải ngân hà, được phát họa qua những kỹ xảo và hiệu ứng công nghệ đa phương tiện bậc nhất thế giới. Quý khách vui lòng ổn định vị trí và thưởng thức chương trình. Ladies and gentlemen, boys and girls, Sun World Fuqua is proud to present Kiss the Stars, a multimedia spectacular designed and produced by world-renowned show producer ECA2 from France. Tonight, we take you somewhere else. Tonight, you will witness an extraordinary story told in spectacular fashion through breathtaking special effects. Please remain seated and enjoy the show. Is a story of love, an unexpected love, so pure that it transcends the boundaries of time and space. Discover the bridge between space and Earth through the eyes of a massive black hole as it connects Earth to the center of the galaxy. We invite you to embark on this journey to experience the encounter between two worlds and a love that will stand in the face of adversity despite all odds. It all begins on a beautiful warm day as the sun goes down on the coast of a small Mediterranean town. Little did they know that this would be the birthplace of the legend of the Kiss Bridge. Mời các quý vị cùng yên vị để tôi kể cho quý vị một câu chuyện khó tin, câu chuyện của chính tôi. Chuyện đã từ rất nhiều năm trước khi tôi còn là một chàng trai trẻ. Vì sao người ta gọi nơi này là Hòn Thơm hay không? Bà là người thường kể cho tôi những câu chuyện kỳ lạ về hệ thiên hà này. Hôm ấy, bà đã kể một câu chuyện khó tin nhưng có thật. Đó là câu chuyện về một hố đen trong vũ trụ nối liền dải ngân hà với trái đất. Tôi đã
biết thêm một điều kỳ lạ nữa. Bà đã nói rằng tôi nhắc bà nhớ về ông nội. Ông cũng đến từ phía bên kia của hệ thiên hà. Đó chính là lý do tại sao bà biết về hố đen của vũ trụ. Câu chuyện xảy ra ở một nơi cách đây nhiều năm ánh sáng. Thiên hà Kim, một nữ chiến binh có nhiệm vụ duy trì sự bình yên cho toàn dải ngân hà. Cô ấy di chuyển bằng phi thuyền qua các hành tinh trong hệ mặt trời, làm nhiệm vụ tuần tra an ninh cùng người bạn đồng hành của cô ấy, Aqua, một chú bò biển bé nhỏ và vui tính.
chuyến bay của mình. Bỗng, Kim phát hiện ra hệ thiên hà của chúng ta đang gặp nguy hiểm, bị những thiên thạch khổng lồ tấn công. Xoay sở, Kim cố phá hủy các thiên thạch bằng cách bắn tia laser từ phi thuyền của cô ấy. Aqua, cô hạ cánh ngay trên bãi biển nơi tôi và bà đang đi dạo. Kim không thể tin nổi vào mắt mình.
tức phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy. Đó là một khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên được. Sắp xuất hiện. Cô ấy kể lại việc cô bị hút vào hố đen vũ trụ cùng những thiên thạch khổng lồ. Tôi không thể tin được. Bà đã đúng. Hố đen thật sự tồn tại, nối thẳng từ trung tâm vũ trụ đến trái đất. Phải không? Kẻ hủy diệt sắp xuất hiện, hắn muốn tiêu diệt và thống trị hệ mặt trời.
đến từ không gian lại mang sức mạnh của nước. Nhờ tình yêu tôi dành cho Kim và năng lượng nước từ Aqua truyền cho, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và sẵn sàng bước vào cuộc chiến với Fire. Cây cầu sẽ trường tồn mãi mãi trong hệ thiên hà của chúng ta. Cây cầu đã trở thành biểu tượng của hòa bình và tình yêu đích thực. Đây là truyền thuyết, cuối cùng là câu chuyện có thật, câu chuyện của tôi. Nó giải thích tại sao nơi này lại trở thành hòn đảo của nụ hôn, hòn thơm. Cầu hôn được tạo ra để ghi dấu lại câu chuyện tình.
Cảm ơn quý khách đã theo dõi chương trình. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ tư trang cá nhân trước khi rời khỏi vị trí của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you for watching Kiss the Stars at Sunworld Fuquan. We hope you enjoyed the show. Please proceed with care to the exit, located at the middle of the stands, and ensure you take all of your belongings with you. Thank you, have a great evening, and see you next time.